cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Hợp Tân cùng chư Tôn Đức trong rùm. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong bài học thì cái người nói đầu của Hòa Thượng Giác Đẳng ghi ra như là một lời dẫn nhập cho cái bài học. Giờ đây nếu như để có lời dẫn nhập thì chúng tôi sẽ đọc cái phần này như là một lời dẫn nhập cho cái bài học. Thì lát nữa đây Phật tử MC chỉ cần đọc cái kinh văn cho đến hết thôi, khỏi đọc đoạn đầu. Thưa quý vị, bài kinh này nói về một cái sự cúng dường. Ở đây cái sự cúng dường đó được xuất phát từ nơi một vị Bà La Môn do tôn giả Upavana đi đến xin nước nóng cho Đức Phật. Thì nói đến cái tín ngưỡng Bà La Môn thì cái sinh hoạt quen thuộc trong các tín ngưỡng của họ là cúng tế. Mà hãy nói đến cúng tế là nói đến cái thần linh. Lễ phẩm thường là những thứ mang cái tính hình thức theo phong tục. Bài kinh này ghi lại một trường hợp hoàn toàn khác với hai điểm trên. Đối tượng cúng dường ở đây không phải là thần linh mà là Đức Phật với thân bệnh. Vật cúng dường thứ hai là nhu yếu để trị bệnh, chứ không phải là cái lễ phẩm theo phong tục. Ông Bà La Môn là người hữu duyên hữu hạnh, biết cho và biết hỏi điều nên hỏi. Từ sự cúng tế theo tín ngưỡng chuyển thành sự cúng dường thiết thực. Thiết thực đối với cả hai người cúng và người thọ, người cúng và người thọ nhận. Những gì được ghi trong bài kinh này, bài kinh ngắn này trở thành những sắc nợ thù trong dòng lịch sử văn hóa Phật giáo suốt hơn 2.500 năm qua. Đúng là lời dẫn nhập cho bài kinh. Và xin mời Phật tử MC đọc cho phần kinh văn. Sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Hợp Tân giảng giải. Xin mời cô Phúc Lan. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hoài Hòa Thượng Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài kinh ngày hôm nay. Và kính cảm ơn quý vị. Kinh văn. Tại Savatthi, bấy giờ Đức Thế Tôn bị bệnh phong hàn, tôn giả Upavana là thị giả ngài. Đức Thế Tôn nói với tôn giả Upavana: Này Upavana, hãy tìm cho ta nước nóng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Upavana vâng đáp Thế Tôn, rồi đắp y và cầm y bát đi đến trú xứ của Bà La Môn Devahita. Sau khi đến, đứng im lặng một bên. Bà La Môn Devahita thấy tôn giả Upavana đứng im lặng một bên, nói kệ ngôn: Đầu cạo đắp đại y, tôn giả đứng im lặng, ngài muốn gì, cần gì, đến đây để xin gì? Tôn giả đứng im lặng, chọc đầu choàng đại y. Ông muốn gì, cầu gì, ông đến để xin gì? Tôn giả:
bậc ứng cúng thiện thệ đang bị bệnh phong hàn, phạm chí có nước nóng, hãy cúng dường cho Ngài. Ngài là bậc Mâu Ni Thánh Đức, kính trọng bởi những bậc khả kính, tôn vinh bởi những bậc đáng tôn vinh, đảnh lễ bởi những bậc đáng đảnh lễ. Chính vì Ngài tôi muốn xin nước nóng. Bà La Môn Đê Vá Hí Tá bảo người gánh nước nóng và một bình mật đường dâng cho tôn giả Úp Vá Va Ná. Rồi tôn giả đi đến Thế Tôn, dâng nước nóng cho Thế Tôn tắm, sau đó pha mật đường với nước nóng dâng lên Thế Tôn. Nhờ vậy bệnh phong hàn của Thế Tôn được thuyên giảm. Không lâu sau đó, bà La Môn Đê Vá Hí Tá đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến nói những lời chào hỏi thân thiện và ngồi một bên, vị ấy nói lên kệ ngôn: ở đâu nên cúng dường, cúng ở đâu phước lớn, cúng dường bằng cách nào được thành tựu viên mãn. Thế Tôn, ai biết được đời trước, biết cảnh giới khổ vui, đoạn tận sự tái sanh, mâu ni với thắng trí, cúng dường đúng theo pháp, cúng dường tạo quả lớn, sự dâng cúng như vậy chắc chắn được lợi lạc. Khi nghe vậy, bà La Môn Đê Vá Hí Tá bạch với Thế Tôn: thật vi diệu thai tôn giả Gô Tá Má, thật vi diệu thai tôn giả Gô Tá Má, diệu pháp được tôn giả Gô Tá Má hiển bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem đèn sáng vào chỗ tâm tối, để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thích Nghĩa, theo sớ giải, vì Đức Thế Tôn trước khi thành đạo đã thực hành khổ hạnh 6 năm dài, nên sau này thân Ngài thỉnh thoảng bị phong hàn. Trong tín lý của Bà La Môn giáo, cũng như hầu hết tín ngưỡng dân gian, sự cúng tế nhắm vào hình thức tế lễ. Trong lời dạy của Đức Phật thì sự cúng dường thực dụng đến những bậc đáng cúng dường là sự tế tự thù thắng hơn. Ba câu hỏi của ông Bà La Môn là: nên cúng dường đối tượng nào, cúng dường đến ai có quả phúc lớn, cúng dường bằng cách nào để ý nguyện được đạt được thành tựu viên mãn. Câu hỏi thứ ba được trả lời là: cúng dường đúng pháp. Đúng pháp ở đây nên được hiểu là đối tượng là bậc giải thoát hay đang hướng cầu giải thoát, vật thí là lễ phẩm phát sanh hợp đạo, tâm thí là tác ý thanh tịnh. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con xin được thành tâm cung kính thỉnh đọc bài kệ thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng,
tôi tập minh hạnh, đại đức tệ tri, đại đức tệ đức cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay là bài học với cái tựa đề là xứng đáng cúng dường. Chúng ta cũng được nghe nhiều, biết nhiều về cái sự cúng dường. Ở đây trong cái chuyện, câu chuyện của ông Bà La Môn Devahita, một lần nọ khi mà Đức Thế Tôn ngài định phong hàng, lúc bấy giờ ngài bảo tôn giả Ubhavana đi tìm cái nước nóng cho ngài. Thì tôn giả Ubhavana là một cái vị thị giả. Sau khi Đức Thế Tôn mẹ chỉ dạy như vậy đó, thì tôn giả Ubhavana đã đi đến nhà ông Bà La Môn Devahita. Thì đến đó thì ngài cũng chỉ đứng đó, ngài không nói gì. Cho nên ông Bà La Môn mới nói rằng ngài cạo đầu đắp đại y, rồi tôn giả đứng im lặng, ngài muốn gì cần gì, đến đây để xin gì. Tôn giả đứng im lặng, trọc đầu chọn đại y, ông muốn gì cầu gì, ông đến đây xin gì. Thì khi ông Bà La Môn nói như vậy đó, thì tôn giả Ubhavana đó, tôn giả ngài mới nói rằng là bậc ứng cúng thiện thể đang bị bệnh phong hàn, phạm chí có nước nóng, hãy cúng dường cho ngài. Ngài là bậc Mâu Ni Thánh Đức, kính trọng bởi những bậc khả kính, tôn vinh bởi những bậc đáng tôn vinh, đảnh lễ bởi những bậc đáng đảnh lễ. Và chính ngài, tôi muốn xin nước, nước nóng. Thì qua cái câu chuyện đó đó, chúng ta thấy rằng là tôn giả Ubhavana đã đến xin nước nóng. Thì khi mà đến nhà của ông thì yêu cầu những cái lời mà xin nước nóng như vậy, thì ông cho những cái người gia đình đó, đem nước nóng ra, và đồng thời là đem một cái hũ mật đường ra để cúng dường cho Đức Phật. Thì khi mà tôn giả Ubhavana ngày đem về để ngày dâng cho Đức Phật, cho Đức Phật tắm nước, rồi nước nóng xong rồi lấy cái nước đường, nước mật đường đó cho ngày uống, thì có lẽ là thuyên giảm đau. Thì cái câu chuyện nó được nói rằng là theo cái truyền thống mà chúng ta thấy rằng là đối với đạo Bà La Môn cũng vậy, khi họ nói đến cúng là phải là cúng tế hay là dựa vào dân gian, dân gian thường đó. Là chúng ta thấy rằng ngay cả ở Việt Nam dạ, kính thưa Thượng Tọa, đạo tràng của chúng con vừa mới mất âm thanh của ngài. Dạ, chúng con xin kính thỉnh ngài cầm mic trở lại. Dạ, chúng con xin được kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân cầm mic lại. Chúng con vừa mới mất âm thanh.
Dạ, xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát à. Có lẽ Thượng tọa Pháp Tân đang gặp trục trặc về kỹ thuật. Dạ, kính mong đạo tràng chờ đợi trong giây lát. Dạ, quý vị nghe lại chưa? À, cảm ơn cô Phong Lan. Vừa bị rớt mạng. Dạ. Ở đây trở lại với lại cái bài học hôm nay đó. Là khi nói rằng là thường thường người ta thường quan niệm đến cái việc cúng tế dân gian. Hay Việt Nam mình thì cũng có những cái tình trạng như vậy. Có những cái gì rất là phổ biến, rất phổ biến. Ngoại trừ những cái người theo đạo Phật hay là những người theo những người Phật tử thì người ta còn nghĩ đến cái việc mà cúng dường Phật Pháp Tăng hay là cúng dường chư tăng. Còn phần lớn là khi mà người ta có cái chuyện hữu sự gì đó, thí dụ như là người ta cầu cái này, người ta xin cái nọ đó. À, về tiền tài, lợi lộc, danh vọng, sắc đẹp, cho đến cái sự ước muốn gì mà người ta mong muốn để cho nó được thành tựu đấy, thì người ta thường đi đến cúng tế. À, thì cúng tế đó, đó liên quan tới cái tín ngưỡng của dân gian, nào ông này bà kia chúa nọ nhiều lắm. Và đối với truyền thống của đạo Bà La Môn thì chúng ta thấy một điều đó là đạo Bà La Môn thì họ khi họ nói đến cúng là phải họ nói đến sự cúng tế. Thì đối với họ đó là quan niệm rất là nhiều thần linh. Và khi họ cúng tế thì có những cái vật phẩm lễ phẩm của họ, họ cúng tế có những cái vật phẩm của họ đó nó mang cái tính gọi là sát hại để rồi họ cúng tế thần linh. Với đạo Phật á, thì Đức Phật dạy cho chúng ta một điều đó là cúng tế cái gì được gọi là thiết thực nhất. Ở đây cái câu hỏi của ông Bà La Môn á, câu hỏi của ông Bà La Môn như thế này: ở đâu nên cúng, ở đâu nên cúng dường, ở đâu là nên cúng dường, cúng dường ở đâu được phước lớn, cúng dường bằng cách nào và được thành tựu viên mãn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là thường là nếu mà nói trong văn dân gian thì người ta cứ nghĩ là cầu xin thần linh đó, một ông thần linh nào đó hay là bà chúa này bà chúa kia đó để cầu, rồi khi mà họ được những điều đó thì họ nói rằng chính ông thần đó bà chúa kia ban cho họ, rồi một thời gian sau đó thì họ sẽ tạ lễ, họ đền ơn đáp lễ gì đó. Nhưng mà điều đó đó nó không có ý nghĩa, không có đúng ý nghĩa ở trong đạo Phật. Bởi vì ngay cả cái việc mà nếu chúng ta hiểu trong đạo Phật thì cái gì nó cũng liên quan đến nhân quả, nó cũng liên quan đến nghiệp báo. Một khi mà mình tạo cái nhân thiện thì mình sẽ được cái quả vui. Khi mà mình tạo cái nhân ác thì mình sẽ gặt lấy cái quả khổ. Cái nhân của nghiệp thiện thì sẽ có quả của cái nghiệp thiện, đó là sự an lành. Cái nhân của nghiệp ác thì có quả của cái quả của nghiệp ác, đó là đau khổ. Chúng ta biết như vậy. Và chúng ta sống trong cuộc đời này thì cũng không thoát khỏi cái việc mà nghiệp nó chi phối chúng ta. Trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì ở đây đó, khi mà nói rằng là thường đó, chúng ta nói đến cúng dường, cúng dường thường là ở trong Phật giáo của chúng ta, Phật dạy cho chúng ta cũng nhiều cái bài kinh, nhiều cái bài kinh nói về cái sự cúng dường, nói về cái cách mà cúng dường. Khi mà chúng ta nói đến cúng dường đó, thì phải có cái đối tượng. Mà đối tượng ở đâu khác, cái sự cúng dường ở đâu. Giống như quý vị thấy rằng là
mình gieo cái hạt giống xuống đó, thì trước tiên là chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái miếng đất. Cái miếng đất đó nó phải là tốt, nó màu mỡ, hoặc là nó có những cái điều kiện tốt nhất, như là sự ẩm ướt, rồi không khí, ánh sáng, tất cả những cái điều đó nó có hỗ trợ cho cái miếng đất đó. Khi chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó, thì cái hạt giống đó nó mới có thể là do cái miếng đất tốt đó đó. Cho nên là chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó, thì nó sẽ sanh sôi nảy nở, rồi sau này nó sẽ là đơm hoa kết trái, nó sẽ là bội thu. Khi chúng ta gieo cái hạt giống xuống, có cái miếng đất, thì cái điều kiện ở đầu tiên đó là khi chúng ta nói ở đây cái trong cái bài kinh này là gọi là bậc nào đáng cúng dường, thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật ngài dạy đó là ai biết được đời trước, biết cảnh giới khổ vui, đoạn tận sự tái sanh, mâu ni với thắng trí, cúng dường đúng theo pháp, cúng dường tạo phước lớn, sự dân cúng như vậy chắc chắn được lợi lớn, được lợi lạc. Thì khi mà mình nói đến cái đối tượng hay là hoặc là cúng dường đối với ở đâu đó, cái đối tượng, thì trước tiên đó là thường thường đó, chúng ta cũng biết đó là trong các cái bậc xuất gia người tu của chúng ta cũng nói riêng, hay là các hàng cư sĩ cũng vậy, nói chung đó, là khi mà mình muốn cúng dường đó, thì thường là mình tìm đến với Tam Bảo, với tăng chúng. Tại sao chúng ta không có phải là đi những cái đền này, cái miễu kia, hay thần linh nọ theo kiểu kiểu cúng tế của dân gian, mà chúng ta cũng không phải theo trong cái tín ngưỡng của đạo Bà La Môn, mà chúng ta theo cái truyền thống đó đó, chúng ta thấy rằng nó hết sức là thiết thực. Ở trong cái điều mà chúng ta biết đó là ngày nay đó, khi mà mình cúng dường Đức Phật, mình chưng bông, hoa, nhang, đèn, nhang chúng ta được xem như là vật thơm đi, xem như cái gì mà thơm nhất để chúng ta cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng. Hoặc là bông là những cái gì đẹp nhất, hoa là những cái gì đẹp nhất, chúng ta cúng dường Đức Phật. Cúng dường Đức Phật. Rồi đèn là ánh sáng á, là để chúng ta cúng dường Đức Phật, chứ chúng ta không phải là cúng cho Phật ăn cái này dùng cái kia, không phải. Mà dùng cái này ăn cái kia đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là chư tăng, cúng dường cho chư tăng. Bởi vì cái đó nó thiết thực. Trong khi là Phật á, thì chúng ta biết rằng ngài đã tịch diệt từ bao lâu rồi, từ cả hơn 25 thế kỷ rồi. Thì chúng ta, những cái gì chúng ta nghĩ là đẹp nhất, thơm nhất, sáng nhất để chúng ta cúng dường Đức Phật, hay là cúng dường cho Tam Bảo nói chung, Phật Pháp Tăng, thì cái đó đó chúng ta thể hiện cái gì, cũng có nghĩa là chúng ta tạo cái phước lành. Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài cũng có dạy cho chúng ta ở trong kinh Tương Ưng á, cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Qua cái câu Phật ngôn đó, đó thì chúng ta thấy rằng Phật dạy cho chúng ta cho cái gì, thì trước tiên đó là khi mà mình nói đến cúng dường cho những bậc mà ở đây đó là những bậc mà đã hoàn toàn giác ngộ, hay là những bậc mà đang hướng đến cái đạo lộ giác ngộ. Ngày nay đó thì chúng ta cũng biết đó là giáo pháp của Đức Phật đã trôi qua hơn
25 thế kỷ rồi. Cái việc mà thành đạo, giác ngộ, thành bậc thánh hay không đó, thì chúng ta phan nói cái điều đó. Chắc chắn là một điều đó là cái giáo pháp của Đức Phật mang lại bởi lời dạy của Đức Phật đó, thì những ai có cái duyên lành, những ai có công phu đầy đủ, dày dặn đó, thì vị ấy sẽ được giác ngộ. Nhưng mà những người đang hướng đến giác ngộ, giống như chúng ta nói là các bậc chư tăng cũng vậy, chư tăng cũng vậy. Khi mà nói đến tăng á, thì ở đây đó là những bậc đang thanh tịnh hay là vẫn bậc đã thanh tịnh. Mình nói những bậc đã thanh tịnh là chỉ cho các bậc thánh, chỉ cho các bậc thánh, từ bậc thánh rồi đó là những người mà đang thanh tịnh, mà ngày nay chúng ta biết là những người tu, những người tu, những bậc gọi là chư tăng, là gọi là chư tăng. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh, đoàn thể thanh tịnh. Chúng ta có nói rằng là tăng là một đoàn thể thanh tịnh, trong đó có những bậc đã và đang hướng đến giác ngộ, và những người đang tu tập để trau dồi giới định tuệ, hoặc là thực hiện cái đời sống của mình với cái sự thu thúc của chính mình, tu tập của chính mình bởi thân khẩu ý. Như vậy đó là những bậc mà mình nói rằng những bậc đã thanh tịnh hay là những bậc đang thanh tịnh là chỉ cho chư tăng, chư tăng. Cho nên nếu mà mình nói đến các bậc thánh á, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là bậc thánh á, vào thời kỳ Đức Phật thì các ngài đã giác ngộ. Ngày nay thì có thể là có những bậc thánh, nhưng mà với cái nhìn nhận của chúng ta là những người phàm phu á, chúng ta chỉ biết là như vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể biết được đó là những vị mà đang hành cái lời dạy của Phật, tức là thực hành giới định tuệ, hay là những bậc phàm tăng, những bậc phàm tăng. Cho nên khi mà mình gieo đến cái hạt giống đó, mà cái yếu tố đầu tiên đó là chúng ta chọn cho chúng ta một cái miếng đất, cái miếng đất. Quý vị biết rằng là ở trong kinh cúng dường phân biệt thí đó, thì đó là ở trong cái bài kinh đó, ở trung bộ kinh á, thì có nêu ra 14 cái trường hợp. Từ cái việc mà một trường hợp là cúng dường có Đức Phật chứng minh, rồi cúng dường lưỡng phái tăng có Đức Phật chứng minh, hoặc là cúng dường đến Đức Phật, hoặc là cúng dường đến những bậc A-la-hán, hay là những bậc A-na-hàm, hay là những bậc Tư Đà Hàm, hay là Tu Đà Quờn, hay là những bậc mà tiến đến đạo quả Tu Đà Quờn, hay là những bậc mà đã chứng thiền, hoặc là những vị đắc giới, hoặc là những vị mà có giới nhiều, hoặc là những vị giới ít, cho đến cho những cái loài sinh vật nào đó nó ăn thì cũng có phước. Nhưng mà từ ở 14 cái trường hợp đó chúng ta kể lên thì cúng dường mà có Đức Phật lưỡng phái tăng, có hồi xưa có gọi là có tăng có ni đó, thì có Đức Phật chứng minh thì cái phước nó lớn, có thể nói là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng là sự cúng dường đến với tăng chúng là phước báo lớn. Cho nên khi mà cái yếu tố đầu tiên để chúng ta cúng dường thì đó là tăng chúng. Cái miếng ruộng mà chúng ta chuẩn bị trước, miếng đất mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó, thì quý vị mà lỡ như gieo cái hạt giống mà nó cằn cội, nó không có sự ẩm ướt, rồi nó chai cằn, nó thiếu đi những cái chất dưỡng tố để tạo nên cái cây nó tốt đó, thì sau này mình gặt cái sản phẩm, cái đồ mà mình làm ra đó, thì nó cũng không có được trúng mùa, cũng như vậy. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói rằng cái đối tượng nào là cúng dường ở đâu, cúng dường ở đâu, rồi hoặc là cúng dường ở đâu là phước lớn, thì ở đây đó quý vị biết rằng các cái bậc thanh tịnh, cái đầu tiên mà chúng ta nói đến,
đó là cái đối tượng để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta cúng dường đến với tăng chúng, đến với tăng chúng. Mà điều đó đó, chúng ta thấy rằng nó thiết thực. Giống như trong kinh Đức Phật Ngài có nói rằng sự thí hợp thời. Sự thật ra là mình thí hợp thời thì chừng nữa nó sẽ trổ quả những cái sự hợp thời của cho chính. Trong kinh nói rằng là mình cúng dường cho vị tỳ kheo sắc đa. Bởi vì mình thấy nè, khi chúng ta cúng dường đến những vị tỳ kheo sắp đi xa đó, thì rõ ràng là vị đó sẽ chuẩn bị cho mình những cái phương tiện. Những cái phương tiện để chuẩn bị đi, thay vì mình cúng cái gì đi, nhưng mà đằng này mình cúng những cái phương tiện để cho vị tỳ kheo đó sắp đi xa. Bởi thật sự là những cái phương tiện đó là cần thiết cho vị tỳ kheo sắp sửa đi xa. Ví dụ như chúng ta biết rằng mình đi đâu cũng vậy, mình cũng chuẩn bị cho những cái đồ cần thiết, những cái phương tiện cần thiết tối thiểu, cần và đủ để mà mình chuẩn bị cho một cái chuyến đi như vậy. Thì cũng vậy, một vị tỳ kheo sắp sửa đi xa, nếu mà mình biết được như vậy đó, mình cúng dường đó là một trạng thái, một cái cách cúng dường hợp thời đó. Cúng dường hợp thời đó. Tại cái điều mà cần, cần của một vị tỳ kheo đó. Hoặc là một vị tỳ kheo sắp ở phương xa mới vừa đến, cũng là một trong những cái cách hợp thời. Tại sao? Vị tỳ kheo ở phương xa mới đến thì vị tỳ kheo cũng là một khách tăng thôi. Người ta cũng chân ướt chân ráo, cũng không có rõ ở chỗ này như thế nào. Nhưng mà cái điều mà cần của một vị tỳ kheo đó, nó cần là vị đó cần thiết, cần cái gì để mà mình cúng dường. Giống như chúng ta thấy rằng là nhiều khi người ta bài lên cúng, kỹ nghĩ là có thần linh để mà ăn cái đó, hay là thọ dụng cái đó để mà chúng ta được một cái sự phù hộ hay được cái sự gia hộ gì đó. Không có. Đối với đạo Phật đó, thì chúng ta thiết thực nhất là chúng ta cúng dường được với tăng chúng. Bởi vì tăng chúng là những vị mà thọ dụng. Mà trong tăng chúng đó, đó vì sao mà Đức Phật Ngài dạy rằng là cúng dường đến với tăng chúng là phước báo thù thắng. Là vì sao? Ở trong bao nhiêu vị tăng, nếu chúng ta tác ý đó, dù là một vị hay đến bốn vị hay là nhiều vị nữa, khi chúng ta tác ý đến tăng chúng thì trong những vị đó, đó có những vị phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, có những vị phát nguyện trở thành bậc độc giác, hay là có những vị phát nguyện trở thành bậc thinh văn giác. Trong những vị đó, trong những vị tu đó, tu hành đó, sau này sẽ trở thành, nếu một bậc giác ngộ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phước nó lớn. Bởi vì chư tăng là những cái bậc mà quan truyền Phật pháp. Chúng ta nhìn lại đó, trong cái sự hộ trì tam bảo của người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Cái cách mà chúng ta hộ trì thì hộ trì là gì? Chúng ta hộ bằng vật chất, đó là sự cúng dường chúng ta bằng những cái lễ phẩm, bằng lễ phẩm. Nhưng mà có một cái sự hộ trì nữa, nó là chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật mà được cái sự truyền dạy từ nơi chư tăng chúng. Giống như chúng ta thấy các cái bậc tiền bối của chúng ta, các cái bậc mà tổ đức của chúng ta, các ngài sanh trước chúng ta, rồi các ngài cũng tu tập, rồi các ngài truyền dạy lại cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được cái Phật pháp như thế này, chúng ta hiểu được Phật pháp như thế này, chúng ta gìn giữ và tu học Phật pháp như thế này, thì phải nói là nhờ các cái bậc tiền bối, nhờ cái bậc tiền bối. Như vậy thì cái chuyện mà nói truyền Phật pháp mà từ hơn hai mươi mấy thế kỷ đó, thì chúng ta thấy rằng qua các cái quốc gia, các cái nền văn hóa khác nhau, đạo Phật đi đến đâu đó thì nhờ cái sự gì, nhờ cái sự cúng dường, cái sự hộ trì của chúng ta, trong đó có người cư sĩ. Thì cái hộ trì mà việc bằng những cái vật chất và hộ trì bằng những cái sự thực hành của mình đó, nó rất là cao quý, đặc biệt là cái sự thực hành. Bởi vì làm gì đi nữa thì Phật pháp muốn được tồn tại thì có thể nói rằng từ chúng xuất gia cho đến chúng tại gia đó, nếu được thực hành lời dạy của Phật thì chúng tôi nghĩ rằng
có rất là có phước. Cái điều nữa gọi là cúng hợp thời đó. Trong kinh có nói rằng là thí dụ như một vị tỳ kheo bệnh đi, một vị tỳ kheo bệnh, vị tỳ kheo có bệnh thì cần những cái phương tiện thuốc men hay là vật dụng những cái gì đó của một vị tỳ kheo bệnh, chúng ta hộ trì những cái lúc đó, đó là những cái lúc hợp thời. Chứ bây giờ là vị tỳ kheo đó bệnh rồi chúng ta có cúng dường thuốc đó, thì nó cũng không có, cũng không có cần lắm. Khi mà vị tỳ kheo bệnh đó, thì chúng ta cúng dường cho vị tỳ kheo bệnh đó những cái phương tiện, những cái thuốc thang, những cái phương tiện thuốc thang đó để hộ giúp cho cái vị đó. Đó là cái cách gọi là cúng hợp thời. Mà quý vị biết rằng là mình cúng hợp thời đó thì sau này là mình sẽ được có cái quả rất là cao quý, nó hợp. Ví dụ như cái gì mà chúng ta cúng dược một vật trân trọng, vật quý, thì chúng ta sẽ được một cái vật quý. Chúng ta cúng dường một cái hợp thời đó thì chừng nữa cái gì mà nó hoặc là chúng ta sớm cúng sớm nhất đó, thì chúng ta sau này có cái quả đó là chúng ta được cái gì mà có phát minh ra sớm, vật dụng gì đó phát minh ra sớm thì chúng ta được xài trước, được sử dụng trước. Hay hoặc là cái gì mà nó có sớm nhất, trái cây, thực ăn thực uống thì chúng ta sẽ được sớm nhất. Thì cái đó cũng là cái cách gọi là cúng hợp thời. Như vậy thì một vị tỳ kheo bệnh á, chúng ta cúng dường cũng là một cách hợp thời. Rồi vị tỳ kheo nuôi bệnh cũng là một trong cái cách gọi là hợp thời. Tại vì Đức Phật có dạy như thế này, Đức Phật ngài có nói là các thầy tỳ kheo đó, các thầy sống đời sống không có gia đình, từ bỏ gia đình, các thầy không có gia đình, rồi các thầy xuất gia ở trong đời sống xuất gia này, nếu mà các thầy không tự chăm sóc cho các thầy đó, không chăm sóc cho các thầy với nhau đó, thì ai chăm sóc cho các thầy? Cho nên chúng tôi thấy rằng cái hình ảnh của một cái vị mà Đức Phật mà có một vị tỳ kheo mà bệnh mà lở loét đó, thì Đức Phật tự tay chăm sóc cái vị tỳ kheo đó cũng là một trong những cái bài học để chúng ta bắt chước để làm theo. Bởi vì Đức Phật ngài làm những điều đó cũng là một cái bài học để cho chúng ta thấy như vậy, để chúng ta làm theo. Sự thật ra thì quý vị biết rằng á, các vị tỳ kheo thì sống mà một trong những cái pháp gọi là nương tựa đó, thì trong đó có nương tựa vật thực đó, thì tùy thuộc vào những cái người mà đàn na tính thí, tức là họ hộ độ cái gì đó thì mình sẽ sống bằng như thế đó. Và sự thật ra thì một vị tỳ kheo đúng nghĩa đó, thì mình không có làm những cái nghề nghiệp gì ở bên ngoài để tạo ra của cải vật chất, mà là chỉ là những cái sự tu hành, những cái việc hành trì giáo pháp của Đức Phật, và tùy thuộc vào cái sự hộ độ của những đàn na tính thí. Cho nên khi mà một vị tỳ kheo nuôi bệnh cũng là một trong những cái, khi mà một người cúng dường cho một vị tỳ kheo nuôi bệnh cũng là một trong những cái gọi là hợp thời. Hợp thời. Cho nên khi mà mình cúng được những cái quả gì đó, cái gì đó nó hợp thời, thì chúng ta sẽ có những cái quả nó tương là hợp thời. Giống như là mình thấy là truyền thống của Phật giáo Nam truyền của chúng ta là buổi chiều đó là không có dùng. Rồi chúng ta đọc ở trong kinh á, bà Visakha ông cấp cô đọc vậy, hàm đi đến thăm Đức Phật cũng như là chư tăng á, hả, đi buổi sáng thì cúng dường bằng vật thực, mà buổi chiều thì bà chỉ đem theo nước thôi, hay là ông cấp cô đọc cũng vậy, chỉ đem theo nước theo rất là nhiều rồi cúng dường cho chư tăng. Như vậy đó là cái cách gọi là cúng hợp thời. Trong Phật giáo Nam truyền chúng ta có một cái truyền thống là chúng ta cúng cái vật gì đó mà lục thuộc về thức ăn á, thì thường thường là chúng ta không có thưa với chư tăng, mà chúng ta chỉ nói với lại những người ở trong nhà bếp á, là cái điều đó cúng lại cho để ngày mai cúng dường cho chư tăng. Thì chúng tôi nghĩ cái truyền thống đó là một trong những cái truyền thống mà chúng ta biết luật để chúng ta cúng dường, và cúng dường như vậy được gọi là cúng dường hợp thời. Chúng tôi trở lại đó, thì cái đối tượng mà để mà mình cúng dường thì mình ở đây Đức Phật ngài nói rằng là những vị
ai biết được đời trước, biết được cảnh giới khổ, biết được cảnh giới khổ đau, tận đoạn tận sự tái sanh, Mâu Ni thắng trí, cúng dường bậc đúng theo pháp cúng dường, tạo quả lớn, sự dân cúng như vậy chắc chắn được lạc đất. Thì ở đây nó nói đến bậc thánh, nói đến bậc thánh, bậc đã hoàn giải toàn giải thoát rồi thì chúng ta không nói, như Đức Phật hay hoặc là chư vị tánh thì chúng ta không nói. Nhưng mà những người mà đang hướng đến con đường giác ngộ này nè, mà Phật pháp này đó được tồn tại, được lưu truyền cho đến ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng đó, dù là trải qua bao nhiêu cuộc thăng trầm, bao nhiêu cái quốc gia Phật giáo đi đến đâu đó, thì có cái sự hỗ trì của những người cư sĩ đối với tăng chúng, đối với tăng chúng. Cho nên khi chúng ta cúng dường đó, là chúng ta tìm đến cái đối tượng đó là tăng chúng. Còn cái vật phẩm của chúng ta đó, cái yếu tố mà gọi là vật phẩm đó, thì quý vị thấy rằng đó là, như chúng ta biết rằng đó là, thường đó là chúng ta biết rằng khi mà mình làm cái tài sản mà phát sanh đó, thì cái tài sản đó mình phải nói là nó hợp với công sức của mình. Giống như trong kinh Phật nói đó là một người cư sĩ đó, họ được có một cái hạnh phúc đó là họ tạo ra tài sản, và tài sản đó là tài sản hợp pháp của họ. Về nhân quả đó, thì họ không có tạo những cái nghiệp bất thiện để có được cái lợi tức đó, không phải có được những cái tài sản đó, mà họ làm bằng cái công sức của họ. Họ tạo ra tài sản đó bằng những công sức của họ, bằng trí tuệ, bằng mồ hôi của họ, bằng công sức của họ bỏ ra. Cho nên cái tài sản đó được gọi là tài sản hợp pháp. Cái người cư sĩ mà có được cái tài sản đó là tài sản hợp pháp. Còn nếu như mà mình lường gạt, mình chiếm đoạt, hoặc là cái này cái kia đó, mình làm bằng những cái, thứ nhất là mình vi phạm vào luật nhân quả và nghiệp báo. Cái thứ hai nữa là mình vi phạm đối với các cái luật pháp của xã hội. Thì cái người đó bất an lắm, họ làm sao có đạt được. Cho nên ở đây đó, khi nói đến cái tài sản đó, là bằng với cái công sức của mình. Ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người làm những cái nghề nghiệp khác nhau, nhưng mà cái nghề gì thì nghề, thì nghiệp gì, việc gì thì việc, nghề gì thì nghề. Nhưng mà rồi đó là bằng với cái công sức của mình, cái nghề đó mà mình thu hoạch những tài sản chính đáng đó, là bằng với cái công sức trí tuệ của mình bỏ ra, rồi mình thu hoạch được những tài sản đó, thì mình cảm thấy đó là sự an vui. Một phần mình giống như chúng ta tụng kinh đó, tăng là gì bậc đáng cúng dường, thì có thể giải thích rằng là mình chiết ra một phần của cái việc thu nhập của mình cúng dường đến với chư tăng. Mình chiết ra một phần, thay vì mình ăn cơm đó là ba chén mà mình nhịn lại một chén, mình ăn hai chén còn lại một chén mình cúng dường với tăng chúng. Đó là cái sự nhường, cái sự nhường nhịn của mình để mà mình cúng dường đến với tăng chúng. Tại vì sao? Mình tin ở nơi phước báo, tin ở nơi nghiệp thiện, quả của nghiệp thiện, tất cả những việc đó. Cho nên khi mà mình cúng dường đến tăng chúng, cái thức ăn và thức uống là cái thiết thực. Nãy chúng tôi có trích ở trong bài kinh đó, Phật dạy rằng là cho ăn là cho lực, cho sức lực, cho mặt là cho sắc đẹp, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, ai cho chỗ trú xứ vì ấy cho tất cả. Cho nên cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng là ngày xưa ở bên Ấn Độ, người ta cất những cái tứ phương tăng đó, những cái nơi phước xá đó, ở ngã ba đường, ngã tư đường đó, để chư tăng đi các nơi, rồi đi du phương các nơi hành đạo, rồi đi lỡ đường mà ghé vô đó nghỉ ngơi đó, cũng có những cái phương tiện. Và cái trong cái phương tiện của cái ngoài cái tăng xá hay là cái phước xá đó, có cái chỗ để mà nghỉ ngơi đó, thì có những cái phương tiện phụ thuộc theo, như là nước, rồi những cái phương tiện giường nằm hay là cái gì đó, là những cái phương tiện cần thiết khi mà mình giúp đỡ cho cái việc đó, hay là mình cúng dường cho cái vật đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phương tiện nó tương đối là đầy đủ. Nhưng mà ai giảng giải chánh pháp thì vị ấy sẽ cho bất tử. Thì cái gì?
chúng ta cúng dường cúng dường vật phẩm này để tạo cái phước. Mà chúng ta biết rằng cúng dường cho Đức Phật thì nhiều cái quy lực lắm. Cái quy lực thì chúng ta sống trong đời này đó, chúng ta còn tái sinh luân hồi đó, thì nhờ mình cúng dường cho Đức Phật có nhiều cái quy lực. Nhưng mà mình cúng dường cho pháp bảo đó, thì mình sẽ có nhiều cái trí tuệ. Cho nên cái hình thức đó đó mà ngày nay chúng ta thấy rằng nhiều khi có in kinh ấn tống đó, thì mình nghe là mình hoan hỷ, mình cúng liền. Mình cúng in kinh ấn tống tùy theo cái khả năng của mình, nhưng mà đó cũng là mình góp vô cái phần để mà mình in kinh ấn tống. Bởi vì cái sự thuyết giảng là truyền đạt Phật pháp, truyền giảng Phật pháp. Cái sự mà in kinh ấn tống của những soạn giả dịch giả đó, dựa theo kinh điển lời dạy của Phật đó, cũng là truyền dạy Phật pháp, lưu truyền cho đến ngày sau này. Nói như vậy để cho chúng ta thấy, mặc dù ngày nay đó cái đời sống nó phát triển rất là nhiều, phát triển rất nhiều, cái việc mà in kinh ấn tống chúng ta thấy rất là dễ dàng so với ngày trước. Cách đây khoảng 30 năm thì chúng ta thấy rất là khó. Rồi trước nữa thì cũng khó, có những cái sự khó của nó. Nhưng mà rồi đó, ngày nay thì in kinh rất ấn tống rất là dễ dàng hơn. Chính vì vậy đó nó mới có thể là lưu truyền. Và chúng ta nhìn lại ở trong khoảng ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy nè. Trong những cái thời điểm này đó là các ngôi chùa được xây dựng lên rất là khang trang. Đó cũng phản ánh một thời mà chúng ta thấy rằng nó có cái sự phát triển về về hình thức, về vật chất, nhưng mà có cái gì? Có cái sự hộ độ của người đàn tính. Rồi có những cái lớp học dạy giáo lý, dù là những cái lớp gia giáo ở tại chùa hay là những cái lớp, những cái trường học ở các cái trường Phật học được đào tạo từ ở sơ cấp, trung cấp cho đến đại học đó, thì chúng ta thấy rằng cũng rất là nhiều. Và điều đó để nói rằng là nhờ cái sự duy trì, nhờ cái sự phát triển, nhờ cái sự hộ độ của những người đàn tính, và đặc biệt là có cái sự tu tập của chư tăng, có cái sự tu tập của chư tăng rất là lớn. Cho nên khi mà mình cúng dường những cái vật phẩm đó, thì gọi là vật phẩm hợp pháp, thì chúng ta tránh đi những cái nghiệp gì đó bất thiện mà để có những cái phát sanh tài sản đó, tránh đi những cái gì mà phạm pháp, tránh đi những cái điều đó để rồi chúng ta cúng dường. Chúng tôi thấy rằng là ở Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, cái việc mà cúng dường chúng ta cũng đầy đủ tam tư và đầy đủ thân khẩu ý nghiệp thiện. Trong khi Phật giáo Bắc truyền đó, chúng tôi nghĩ rằng là họ có vài cái điều, có nhiều khi họ cúng dường cái vật đó họ khiêng vô trong chùa để đó thôi, chứ họ cũng không nói gì, họ không nói gì. Hoặc có khi chỉ nói thôi, cùng lắm là họ cũng nói vài điều. Hoặc có khi thì họ cũng có khi thì họ cũng đầy đủ cái vật là trao tận tay, rồi là nói những cái lời tác pháp cúng dường, rồi có khi là họ đem cái vật phẩm nữa. Nhưng mà có khi phần lớn ở trong cái dân gian, cái người nào đó họ chưa có được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng đấy, cho nên là họ khiêng cái vật đó vô trong chùa, họ trinh sát cái vật đó vô chùa họ để, là họ nói là họ cúng dường rồi. Nhưng mà đối với Phật giáo Nam truyền ấy, thì chúng ta thấy rằng ngoại trừ những cái vật gì mà nó quá sức nặng trong luật tạng ấy, thì chúng ta chỉ nói những lời tác bạch là được. Nhưng mà phần lớn là những cái gì mà trong cái phạm vi mà cái xuân giác của người đó, thì chúng ta có đầy đủ thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Thân nghiệp thiện là chúng ta tự tay dâng, khẩu nghiệp thiện là chúng ta nói những cái lời tác trình để chúng giống như mình nói là con xin cúng dường này đến với chư tăng, hay là cúng dường này đến với tam bảo hay gì đó, thì mình đã có cái khẩu nghiệp thiện rồi, mình cũng có cái ý nghiệp thiện là mình có những cái tâm, có những cái niềm tin, có những sự tác ý để rồi mình sẽ nghĩ rằng cái việc mà mình cúng dường đây là thứ nhất là mình hộ độ tam bảo, cái thứ hai nữa đó là mình
làm cho cái tâm của mình nó được dơi đi những cái phiền não, những cái bợn nhơ, những cái sự cấu quế của phiền não, để rồi chúng ta hướng đến cái đạo lộ giải thoát, đạo lộ giải thoát. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình có những sự tác ý như vậy, có những sự tác ý như vậy. Khi mà mình cúng dường vật gì đó thì rõ ràng là trong cái việc mà chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy trong bài kinh này đó, đó là sự thiết thực, đó là sự thiết thực. Thiết thực một điều đó là người ta cần cái gì thì mình sẽ cúng những điều đó. Ở đây đó thì có một điều đó là có thể nói là những cái điều thí mà chúng ta gọi là phi chân nhân hay là phi hiện trí đó thì chúng ta không nói đi, nhưng mà cái gì mà bởi vì y mặc rồi vật thực rồi cốc liêu hoặc là thuốc chữa bệnh, thì bốn cái món vật dụng mà chúng ta thấy rằng Chư Tăng thường dùng gọi là tứ vật dụng đó, thì Chư Tăng thường dùng theo luật tạng, thì cái đó là cái nhu cầu cái nhu cầu tối thiểu, cái nhu cầu mà cần và đủ cho một đời sống của Chư Tăng. Bởi vì chúng ta sống thì không thể thiếu vật thực, chúng ta sống thì cũng không thể nào thiếu y để chúng ta bận, mà bận y thì cần phải tưởng thọ dụng vật thực thì cũng phải quán tưởng. Phật dạy vị tỳ kheo là như vậy. Rồi cốc liêu ở phải có che nắng che mưa, nó hư thì phải sửa, thì cái điều đó nó hết sức là tự nhiên. Rồi khi mà bệnh bệnh thì cần có thuốc thang, cần có thuốc để chữa bệnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng bốn cái món vật dụng đó của Chư Tăng là cái món thiết yếu, thiết yếu và cần và đủ cho một cái đời sống của một vị tăng sĩ. Cho nên khi mà mình dâng cúng thì ngoài cái vật mà dâng cúng hợp pháp của mình thì trong đó có cái tâm lý. Bởi vì người Phật tử là ở đây đó, là khi mà mình tác ý nha, mình tác ý, mình nghĩ là cái việc có những người tác ý cái việc cúng dường này là hộ độ Tam Bảo, hộ độ Chư Tăng, đơn giản như vậy. Thì còn có những người thì nghĩ rằng ở với cái phước thiện này mình làm đó, cái việc thiện này mình làm á, thì chắc chắn được cái quả lành, được cái quả thiện, quả lành ở trong đời sống, nó không sớm thì muộn. Bởi vì chúng ta biết rằng đối với các bậc mà hoàn toàn thanh tịnh thì nhiều khi nó phải có nhiều hội đủ nhiều cái yếu tố. Giống như chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói rằng mình cúng dường được một vị mà vừa xả thiền diệt đó, thiền diệt thọ tưởng định đó, thì cái phước nó có thể trổ ra liền. Đặc biệt là trong cái tâm của mình đó, khi mà mình nghĩ những cái điều thiện, trong như dự pháp gọi là tâm thiện hữu trợ hay là tâm thiện vô trợ, tâm thiện hợp trí hay là tâm thiện ly trí, mặc dù là cũng là tâm thiện nhưng mà tâm thiện ly trí. Ly trí ở đây đó có thể rằng do mình không nghĩ đến những cái quả lành của nó, mình không nghĩ đến những cái sự mà thiết thực của cái đời sống, hoặc là mình cúng dường để được cái sự thanh tịnh từ nội tâm. Như vậy thì khi mà mình cúng dường với cái tâm vô trợ, tức là cái tâm mà khi chúng ta nghĩ điều đó là điều thiện đó, thì cái khi mà chúng ta nghĩ điều đó là điều thiện thì chúng ta thực hiện liền, chúng ta không phải là đắn đo suy nghĩ và dai dứt nhiều lần rồi chúng ta mới thực hiện. Cái đó là nó có thể là trợ bằng cái sự mà tác động bằng với cái tâm lý của mình. Do vậy đó thì cái tác động bằng với cái tâm lý đó thì nó sẽ trổ quả chậm hơn, hay hoặc là nó nhỏ hơn, nó thấp hơn, nó kém hơn. Nhưng mà nếu chúng ta làm với cái tâm mà vô trợ đó, thì chúng ta nghĩ điều này là điều thiện thì chúng ta thực hiện liền. Đó là cái tâm nó không có tác động bởi vì cái tác động bằng cái nghiệp mà hỗ trợ nhiều, cho nên là cái quả nó cũng lớn hơn. Hoặc là có khi có người làm điều thiện đó, thì thấy người ta làm thì mình làm thôi, chứ cũng không nghĩ sâu xa gì hơn, cũng không nghĩ đến cái phước báo hay là cái gì. Thấy người thân đi làm hay thấy người bạn của mình đi làm rồi cái mình đi làm theo vậy thôi, làm cho nó vui vậy thôi, chung với phong trào với người ta, thấy người ta làm thì mình làm, chứ còn nhiều khi mình cũng không có hiểu,
cái gì đó thấy người ta đi làm, hoặc là nhiều khi người ta mới năn nỉ ỉ ôi rồi đó mới bắt đầu đi làm cái việc thiện à, thì chúng tôi nghĩ rằng á, là với một cái người Phật tử, cái người tu Phật chân chánh, thì chúng ta nghĩ rằng á, cái phước thiện mà chúng ta làm á, chúng ta tránh đi cái tình trạng mà tác động bởi cái tâm lý à, tránh đi cái tác động bởi lời nói à, có ai xúi dục khuyến giải mình à, nhiều thì mình mới làm à, hoặc là có ai làm việc gì đó hoặc là xúi dục lôi kéo gì đó thì mình mới làm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó đó là chúng ta tránh đi à, tránh đi những cái gọi là tác động bằng tâm lý hay là tác động bằng cái lời nói hoặc là tác động bằng cái hành động lôi kéo hay là xúi dục gì đó à, chúng ta tránh đi. Mặc dù chúng ta làm thiện nè, chúng tôi nhớ ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của ông Bà La Môn mà hai vợ chồng có một cái khố đó nha. Và ông ta nghe cái thời pháp của Đức Phật, ban đầu thì ông ta suy nghĩ là mới bắt đầu vô nghe thì ông ta hoan hỷ quá, ông ta muốn cúng dường cái khố đó cho Đức Phật ha. Rồi ông ta cứ suy nghĩ hoài, cái cuối thời pháp thì ông ta mới có thể rằng cúng dường cái tấm tròn đó được, tức là cái khố đó được à. Và khi mà ông ta tung cái khố đó lên, ông ta nói ông ta cúng dường cái khố này cho Đức Phật ấy, thì ông ta nói là ông ta đã chiến thắng với cái nội lòng của ông, cái tâm của ông mà đắn đo suy nghĩ dằn vặt từ đầu thời pháp cho đến cuối thời pháp, ông ta mới quyết định để mà cúng dường cái khố đó. Thì sau khi mà Đức vua Ba Sen Na Đí đó, Ba Tư Nạc nghe ông ta nói như vậy đó, thì Đức vua mới hỏi rằng ông chiến thắng cái gì, thì ông cái người đàn ông này đó mới trả lời là chiến thắng với cái nội lòng của ông. Thì Đức vua nghe như vậy, Đức vua thay không rất là hoan hỷ à, Đức vua ban cho nhiều lụa là à, tức là nhiều vải quý đó, nhiều cái vải quý để mà à, ông ta sử dụng, rồi ban cho ông ta rất là nhiều tiền, rồi ban cho ông ta một cái chức quan nho nhỏ để mà thu thuế, để mà hai vợ chồng ông ta sống. Mặc dù là trước đây hai vợ chồng rất là nghèo à, có một cái khố duy nhất thôi. Thì Đức Phật ngài nói nếu mà ông ta mà suy nghĩ từ đầu đó, đầu thời pháp ông ta đã cúng dường cái khố đó, thì có lẽ là quả phước nó còn thù thắng hơn là à, để mà ông ta phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần, cuối thời pháp ông ta mới thực hiện cúng dường cái điều đó. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái việc mà khi mà chúng ta làm cái điều gì đó, chúng ta nghĩ rằng mình bố thí hay là mình cúng dường để thứ nhất là mình hộ trì Tam Bảo đi, hộ trì Tam Bảo đi, để sao? Bởi vì những vị chư tăng đây tu hành, trong tương lai những vị này có những vị thành Phật độc giác, có vị thành Phật thinh văn giác, có vị thành toàn giác, rồi nhờ như vậy Phật pháp được lưu truyền, mình có cái sự hộ độ của chư tăng, như vậy là cái sự hộ độ để lưu truyền. Mà cái gì nó phước là phước thù thắng là do cái sự lưu truyền Phật pháp đó. Ngày nay chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta biết tránh ác làm thiện, chúng ta biết phương pháp để làm cho an tịnh nội tâm, thanh lọc phiền não, thì chúng tôi nghĩ rằng nhờ mình am hiểu lời dạy của Đức Phật và mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn, và nhờ đó nó mới luyện tới đời sau, hết tới đời mình rồi và sẽ tới đời sau. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta tác ý cúng dường đó, là chúng ta tránh đi cái chuyện mà buồn vui giận hơn thua gì ở đây à, tránh đi những cái điều đó. Không phải vì thương vì quý ở đây, vì giận ở đây, mà là chúng ta tránh đi những cái điều đó, để rồi cái tâm của chúng ta đó, nghĩ ra những cái sự thí của mình đó, để làm một cái sự trang nghiêm từ nội tâm mình. Tức là mình thí để làm sao dứt bỏ những cái sự bợn nhơ ở trong lòng của mình. Bợn nhơ ở trong lòng của mình, mình nghĩ rằng chúng ta bị luân hồi đó là do tham sân si phiền não nó rất là nhiều. Bây giờ đó là mình muốn được dứt được luân hồi thì chúng ta chỉ có dứt được phiền não mà thôi, dứt cấu uế mà thôi. Nếu chúng ta không dứt được cấu uế thì chúng ta không được giải thoát. Như vậy cho nên là cái việc mà thí đó, cúng dường đó,
thì cái khi mà nói đến cái tâm lý của mình, nói đến cái tâm lý của mình, thì trước khi mình làm mình đã có tác ý khéo thanh tịnh, rồi đang khi mà mình làm thì mình cũng phải có cái tác ý thanh tịnh, đừng tránh đi những cái sự phiền muộn, tham sân si giận dữ gì đó, đừng hơn đừng thua gì đó, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy là bố thí cúng dường là để hộ trì tam bảo, bố thí cúng dường là để chúng ta trang nghiêm cái tâm của mình, tức là mình dứt sạch những phiền não để mình tu tập để đạt được cái sự giải thoát mà thôi. Đó là như vậy. Rồi vì sao mà khi cái người tu của chúng ta khi nghĩ đến cái việc cúng dường đó, thì chúng ta thường tác ý cúng dường đến với tăng chúng, tác ý đến với tăng chúng, tìm đến với tăng chúng, mà chúng ta không nghĩ rằng sự cúng tế này cho này cho kia, cho thần linh này cho thần linh nọ, tất cả những cái gì đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng nương tựa ở nơi cái phước. Bởi vì Phật dạy đó là tất cả chúng sanh đều nương tựa ở nơi cái phước, nương tựa nơi cái phước. Cho nên dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cúng dường đến với tăng chúng, sự cúng dường đó với cái sự tác ý của mình, khéo tác ý của mình, bởi với cái tâm chân chánh, với cái vật thí của mình được tốt đẹp, thanh tịnh, và với cái đối tượng mà mình cúng dường, đó là tăng chúng, đó là tăng chúng. Và khi mà mình cúng dường hợp thời, cái yếu tố hợp thời, hợp trí đó, thì nó sẽ cho cái quả rất là lớn, mà rất là mau. Đặc biệt là những bậc mà được thanh tịnh, thì chúng ta được cúng dường những các bậc đó, thì chúng ta được cái phước rất là lớn, quả nó có thể trổ ra liền ở trong đời sống hiện tại. Nhưng mà nói như vậy đó thì nó cũng phải hội đủ nhiều cái yếu tố, từ cái tâm lý của mình, rồi từ cái vật thí của mình, từ cái đối tượng thí của mình, thì cái việc đó nó mới thành tựu được một cách viên mãn. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong nội dung của cái bài học hôm nay, nói đến sự cúng dường. Thì qua cái bài học hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu. Bây giờ thì xin được dứt lời ở đây, dành thời gian còn lại để chư tăng thảo luận thêm, để chúng ta hiểu sâu rộng thêm. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú kính trưng chư tòa pháp tân rất nhiều. Quý vị, chúng tôi đang ở ngoài, bên Hòa Thượng Trời Siêu, không biết Hòa Thượng có ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Trời Siêu nghe được, kính thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, một lần nữa, dạ vâng. Bên Hòa Thượng Trời Siêu, Hòa Thượng là người viết cái quyển Luật Cư Sĩ, và có nhiều phần tử đó họ quan niệm rằng mình đi chùa mình cứ cúng dường thôi, và cúng dường mình phát tâm như vậy tốt rồi. Nhưng mà bên Hòa Thượng, một người phần tử khi mà cúng dường đó, có cần biết cái nghi thức, có cần biết cúng dường như thế nào là học đạo không? Và Hòa Thượng khoan nghĩ, Hòa Thượng nói thêm là cúng dường như thế nào gọi là học đạo, dạ, là học và theo lời Phật dạy. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Dạ. Anh đã một cái thầy. Kính thưa Tổng Đức, kính thưa quý vị, vấn đề cúng dường học đạo của một người cư sĩ không phải chỉ nói một khía cạnh là đủ, và chúng ta phải nói nhiều khía cạnh. Nếu mà cúng dường hợp đạo mà nói theo lực đi khác, mà nói theo cái
ở tâm lý được khác, mà học nợ mình đối theo cái thức của người trí được khác. Trước hết là chúng ta nói vấn đề người Phật tử cúng dường tăng mà cúng dường hợp đạo đó. Thì nó có nhiều vấn đề những cái gì mà nhu cầu thiết yếu cho đời sống xuất gia thì người Phật tử cúng dường cái đó gọi là cúng dường hợp đạo. Những vấn đề thiết yếu, những cái vật, những cái nhu cầu thiết yếu như là y phục, chi vô rác, vật thực bên đất bà tát, sàng tọa hay là trú xứ xê na sa ná, và thuốc trị bệnh như là nắp bệnh bác chi dập phì xích chá, là nữa trong cái sự cúng dường hợp đạo đó nó còn tùy theo cái gì mà Đức Phật Ngài cho phép theo thời. Thí dụ như những cái thức ăn nào mà Đức Phật Ngài chỉ cho phép dùng trong buổi sáng thì buổi chiều thì nó không có hợp đạo. Đức Phật Ngài cho phép trong một ngày chỉ một ngày thôi, nhưng mà cái vật thực đó được đem cúng dường trong nhiều ngày thì như vậy không hợp đạo. Những gì mà Đức Phật Ngài cho phép Yavasataha, tức là trong một tuần lễ, mà để quá tuần lễ đó thì cũng không có hợp đạo. Thí dụ như y tắm mưa, Đức Phật Ngài cho phép Chư Tăng thọ nhận từ 16 tháng 5 âm lịch cho đến 15 tháng 6 âm lịch, trong 30 ngày đó là các vị tỳ kheo được phép thọ nhận y tắm mưa. Nhưng mà Phật tử cúng dường sớm hơn hoặc là trễ hơn, tức là ngày 16 tháng 6 âm lịch Chư Tăng nhập hạ rồi, mà Phật tử bây giờ như ngày hôm nay mà đem đến để cúng dường dưới y tắm mưa là không hợp lẽ đạo, không hợp đạo. Cũng như cái thí ná, quý vị, Đức Phật là cho phép họ y cái thí ná là sau khi Chư Tăng ra hạ rằm tháng 9 thì ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 âm lịch, gọi là có tích cá Punami, tức là qua tháng 9 âm lịch đó cho đến tháng 10, ở trong 30 ngày đó thì thọ nhận y cái thế na được. Thì nếu mà sớm hơn hoặc trễ hơn thì cái đó không gọi là y cái thế na. Mà nếu mà gọi là cúng dường y cái thế na trong thời gian khác hơn 30 ngày đó, sớm hơn hoặc trễ hơn, thì như vậy nó không có hợp đạo. Y phục mà cúng dường thông thường đó, những cái ngày thường cúng vải hoặc là cúng gì đó thì chỉ gọi là akala chivaram, y ngoại thời mà thôi. Nên ở đây đó, chúng ta cần phải, Phật tử chúng ta cần phải học luật và phải biết cái cách như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái khía cạnh mà học đạo theo cái tâm lý ấy.
Thí dụ như bây giờ chúng ta nên biết rằng là khi mà chúng ta cúng dường là chúng ta cúng dường bằng cái một gọi là đối tượng phải là tăng, gọi là Khetasamati là thành tựu đối. Thứ hai nữa gọi là Dayathammasamati, tức là thành tựu những lễ phẩm. Như là những cái lễ phẩm đó là hợp theo lễ đạo, đưa con hợp theo lễ đạo. Chúng ta sát sanh một con vật, giết một con vật để làm thức ăn, để cúng dường, để tăng, thì như vậy là không hợp lễ đạo. Chúng ta đi trộm cắp cái gì đó rồi chúng ta đem vào chùa, chúng ta cúng dường chưa tăng, cái đó là cúng dường không hợp theo lễ đạo, không hợp theo lễ đạo. Cho nên những cái vấn đề này chúng ta phải biết là đây là Dayathammasamati. Rồi Chetana Samati là chúng ta phải trong lúc mà chúng ta cúng dường chư tăng hợp học đạo đó, để phước báo nhiều là chúng ta phải thành tựu về tâm tư, tức tư tiền bút bất Chetana, là phải có sự suy nghĩ trước khi làm. Bunchana Chetana là suy nghĩ đang khi làm, và Aparapara Chetana là có cái sự suy nghĩ đến, nhớ đến, suy tư đến sau khi đã làm xong. Thì như vậy là phải có đầy đủ tâm tư trong cái lúc đó. Thì như vậy chúng ta, cái tâm lý dường và cái sự cúng dường chúng ta như vậy thì hợp lên theo lẽ đạo. Còn nếu mà chúng ta nói hợp lẽ đạo theo cái cách mà của bậc để tạo cái phước báo đó, để tạo cái công đức về sau này, thì ở đây đó, chúng ta có những vấn đề như là Đức Phật này dạy rằng Sakkacandana Đa Năng Đệ Tí là người trí đó, khi mà cúng dường đến tăng đó, là cúng dường bằng cái sự, bằng cái thái độ cung kính, chứ không phải là cái thái độ thờ ơ hay là cho tính cách là miệt thị. Phải có thái độ cung kính. Thứ hai nữa là Sathaya Đa Năng Đệ Tí là cho bằng cái niềm tin. Chúng tôi cúng dường đến tăng là cúng dường bằng cái lòng tin, tin lý nhân quả, tin đức tin tam bảo, thì chúng ta mới làm phước cúng dường như vậy, gọi là học đạo theo cái cách của bậc trí. Kali nó Đa Năng Đệ Tí là cúng dường, chúng ta cúng dường học thời đúng lúc, thì như vậy cũng được học đạo. Vị tỳ kheo ở xa mới đến, chúng ta cúng dường gọi là học thời. Vị tỳ kheo sắp đi xa, chúng ta cúng dường gọi là học thời. Vị tỳ kheo bệnh, đang lúc bệnh, chúng ta cúng dường là hợp thời. Vị tỳ kheo lưu bệnh, chúng ta cúng dường cho vị đó là hợp thời. Ở trái cây đầu mùa, bánh trái đầu mùa, chúng ta cúng dường là cúng dường hợp thời. Cái thời gian quy định mà Đức Phật cho phép chưa tăng được thọ dụng, chúng ta cúng dường ngay lúc đó, rồi cúng dường hợp thời, cúng dường y tá mưa hợp thời, cúng dường cái thí ná hợp thời, chúng ta. Thì như vậy vừa gọi là cúng dường hợp thời. Sahatha Đa Năng Đệ Tí là cúng dường tự tay mình. Tại sao ở trong luật Đức Phật cài chết các vị tỳ kheo không nên ăn những cái gì mà chưa có dân tự tay, ngoại trừ Anjatara Dantabuna uống được ăn, ngoại trừ nước trắng và tâm xỉa răng là không có cần cúng tự tay. Cứ sắp đặt cái hộp tâm xỉa răng để đó, ly nước trắng rót để đó, hoặc là để ở trong một cái phiểu
cái phim nước suối nước trắng đó, Chư Tăng tự ăn xong rồi tự đến đó mà rót uống, không khỏi dân tự tay cái đó. Nhưng mà những cái thực phẩm, những cái thức uống mà pha chế nước cam hay là nước trái cây hoặc là sữa vân vân là chúng ta phải phải dâng cúng tự tay sa tha đa năng đề tí. Còn kỹ hơn nữa là khi mình cúng dường Chư Tăng không phải đi đến vịnh vịnh đó, chúng ta đến chúng ta vịnh cái bàn hay là chúng ta vịnh cái mâm như vậy là để chế đó. Cái đó ngày Hòa Thượng Tịnh Sự ngày gọi là chế đó. Chứ đúng ra là phải chúng ta phải bưng cái mâm lên mà cái khoảng trống từ cái đáy mâm mà cho đến cái mặt bàn đó, một con chim chim sẻ sẻ mà nó bay ngang ở phía dưới được đó, thì cái đó là cái khoảng trống đó là chúng ta cũng vừa học đạt thương vị. Học mấy cái này rồi các Phật tử chúng ta là cảm thấy ngao ngán vô cùng. Nếu như mà chúng ta muốn làm phước, muốn cúng dường mà gọi là cúng dường học đạo đó, thì mấy cái đó chúng ta chắc có lẽ nói xong các Phật tử chúng ta, nói đến cái luật cư sĩ thì các Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng là khó quá. Rồi một cái nữa là cúng dường mà hợp lấy đạo, cúng dường hợp đạo là chúng ta cúng dường cái Phật quý trọng, có nghĩa là không phải là cái đồ đem quăng bỏ. Anh nói bao quyết thăng đa năng đề tí, có nghĩa là người Phật tử chúng ta nên học theo cái gương của một vị cư sĩ thời Đức Phật đó. Ông cư sĩ đó, đó khi ông thỉnh Đức Phật đến nhà, ông cúng dường cho ngài cơm gạo lúa sa ly nấu ra đó, gạo lúa sa ly. Ông nói bạch Thế Tôn, đây là gạo lúa sa ly mà ở nhà con, chính con đang dùng, cho nên con đem cúng dường đến Đức Thế Tôn. Rồi cúng dường cho ngài cái tọa cụ bằng gia cừu, ông ta cũng đang xài cái thứ lợi tốt đó, đó ông ta cúng dường Đức Phật. Cho nên những cái gì mà chúng ta còn tốt mà chúng ta cảm thấy quý, chúng ta đem cúng dường Chư Tăng thì cái đó là lễ đạo. Còn cái gì mà chúng ta bỏ đi rồi, chúng ta nghĩ chúng ta không xài nữa, chúng ta đem cúng dường Tăng thì như vậy giống như chúng ta bố thí cho những kẻ nghèo khổ, thì cái này không gọi là cúng dường học thời, ớ không cúng dường học lễ đạo. Chúng ta phải nhớ cái vậy đó. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta đó, là có một cái điều quan trọng đó, là Kamanaditiko nên năng lý tí, tức là chúng ta cúng dường chúng ta có cái sự chúng ta có nhìn về tương lai, chúng ta có nhìn về tương lai, tức là chúng ta không phải ta gặp đâu cũng cha chúng ta cúng dường cho có thờ ơ rồi chúng ta bỏ qua, mà chúng ta phải nghĩ đến cái quả tương lai của mình như thế nào, thế nào nguyện giải thoát. Hồi xưa đó, ở trong kinh Bổn Sanh có ghi lại, Đức Phật ngài có kể lại câu chuyện những chúng sinh trong hiện tại này mà có duyên lành đắc đạo quả giải thoát với ngài đó, là do trong đời quá khứ mỗi lần mà bán hay cúng dường cho Đức Phật độc giác đó, thì họ đều nghĩ đến tương lai. Bạch ngài, xin ngài họ nhận lễ phẩm cúng dường này, cơm này, mật ong này, nguyện cho con trong tương lai sẽ đắc được những pháp mà ngài đã chứng. Vậy đó, người ta nghĩ đến tương lai người ta cúng dường. Cho nên chúng ta có cái cách để mà chúng ta mà suy nghĩ làm sao trong cái sự cúng dường chúng ta đừng có bỏ qua, dầu cho cái lễ phẩm của chúng ta một cái trái chuối, một cái bánh đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ đến tương lai.
quan trọng nhất là chúng ta nghĩ rằng cái sự xả tài này, cái sự làm phước này, nó sẽ là tư cụ cho tâm, gọi là citta parikara, là vật trang điểm cho tâm citta lankara. Chúng ta nghĩ đến như vậy đó, chúng ta làm phước thì như vậy được gọi là làm phước hợp thời, y làm phước hợp lẽ đạo. Thì tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì các Phật tử chúng ta phải học để biết khi mà chúng ta cúng dường tâm bảo đó, thì chúng ta cần phải biết những cách như vậy. Cho nên ở đây đó, chỉ có cái vị tu đồ quần, cư sĩ tu đồ quần đó, là những vị đó họ cúng dường đến tâm bảo, họ cúng dường hợp lễ đạo. Chúng ta phải theo cái gương đó. Còn như chúng ta còn phạm phu, chúng ta chưa biết thì chúng ta phải học cái cách thức để mà chúng ta mỗi khi mà chúng ta làm phước làm sao để cho nó được vẹn toàn, nó mới phát sinh cái phước báo đầy đủ cho chúng ta. Và quý vị nên nhớ rằng hãy mà chúng ta cũng vừa đến dầu cho một vị tỳ kheo, nhưng mà chúng nên ý cũng vừa đến cho tăng. Vì như vậy chúng ta tác ý như thế được gọi là sanh thi các đa năng, là bố thí. Chúng ta cúng dường cho tập thể thí. Còn khi mà chúng ta cúng dường mà chúng ta lựa mặt ra, lựa mặt cái vị tỳ kheo này thân quen với mình có thiện cảm thì mình cúng dường, thì gọi là cúng dường. Nhưng mà thật sự ra cái đó gọi là bút li các đa năng, tức là cá nhân tuyển thí. Thì cái điều này nó sẽ làm cho cái phước báo của chúng ta kém đi. Cho nên chúng ta phải học. Xưa kia mà di mẫu Gotami tự tay ở trồng cây vải, thu hoạch bông vải xe thành chỉ, tự tay dệt thành vải rồi giặt, rồi mai nhuộm thành mai thành bụi cà sa nhuộm màu vàng chói đem cúng dường đến Đức Phật, thì Đức Phật đã biết rõ là bà cá nhân tuyển thí, cho nên Đức Thế Tôn ngài muốn cho bà được cái công đức nhiều, ngài bảo rằng hãy cúng dường đến tăng phước báo nhiều hơn, rồi bà mới cúng dường. Tuần tự ngài Xá Lợi Phất, ngài Lục Ly, ngài Anuruddha, ngài Ananda, vị nào cũng từ chối không có nhận, đã đủ tam bi, cuối cùng thì cúng dường cho tỳ kheo Achita. Và vị tỳ kheo đó là đường Đức Phật ngài Thọ Ký, sau này sẽ là thành Đức Phật Nhất Tây Giá đó. Thì bà nghe vậy bà cũng hoan hỷ, bà hoan hỷ nghĩ hôm nay cúng dường Đức Phật và đến 80 vị đại đệ tử, thì cuối cùng cúng dường cho cái vị tỳ kheo Bồ Tát chánh đẳng giác trong tương lai. Bằng chứng đó đó, chúng ta phải học theo để mà chúng ta cúng dường cho tốt. Đó là cúng dường đến tăng, rồi có tác ý về. Thứ hai nữa là những cái lễ phẩm chúng ta cúng dường, chúng ta phải chuẩn bị cho nó chu đáo, nhất là những cái lễ phẩm đó phải hợp pháp. Thứ ba nữa là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, chúng ta phải có cái sự suy tư trước khi đang thi, sau khi, gọi là cittikatva dananeti, tức là có cái sự suy nghĩ rồi mới bố thí, mới cúng dường. Và cái điều thứ tư là chúng ta phải có cái nguyện vọng, nghĩa là nhìn về tương lai. Đủ bốn điều đó thì cái sự bố thí của chúng ta gọi là bố thí hợp đã đạo đúng theo luật mà Đức Phật ngài đã quy định như vậy. Chúng tôi xin được một vài lời chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận và thời gian đẳng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Từ Sư. Bạch Hòa Thượng Từ Sư, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời thêm một câu thảo luận nữa. Nhưng bài học ngày hôm nay thì Bạch Hòa Thượng Từ Sư
có nhiều người, người ta có quan niệm rằng khi mình cúng dường tới ai đó mà người đó là người có nhiều phước đức, có sức khỏe mạnh thì mình cúng dường có phước. Thí dụ người Phật tử Đài Loan đó, họ nói rằng chư tăng mà vị nào giàu có mà chùa to Phật lớn đó, thì vị đó đại phước, mà những vị đại phước mình cúng như vậy có phước nhiều. Trong lúc đó thì bên Nam Tông mình đó thì thấy rằng có khi cúng dường đến những vị tỳ kheo bệnh, những tỳ kheo tóc xám đi xa, những tỳ kheo đi mới đến đó, thì lại có nhiều phước hơn. Thì bên Hòa Thượng Từ Siêu trong quan niệm dân gian mà nói rằng mình cúng vị nào mà có nhiều phước thì có phước nhiều, thì điều đó có đúng hay không? Hay là mình cúng vị nào mà có nhu cầu thì lại có phước hơn? Xin cái tỉnh Hòa Thượng giải thích rõ về điểm này. Chúng tôi không có thời gian kính trên tầng thứ thương vị. Thật ra thì những điều mà dân gian họ suy nghĩ cái điều đó không đúng, nó không đúng đó. Ở đây khi mà chúng ta làm phước, chúng ta cúng dường, không phải là một cái vị đó dồi dào sức khỏe, có tướng tốt, tuổi thọ cao, hay là vị này có phước lộc đầy đủ rồi mình cúng dường cho vị đó có phước. Ở trong Nam Tông đó, trong cái điển Pali thì chúng ta cúng dường cho cái vị mà có cái phạm hạnh cao thì chúng ta lại có phước, cúng dường cho phạm hạnh cao có phước, có phước nhiều hơn thưa quý vị. Tuy nhiên ở đây có hai cách để chúng ta nói, là khi mà chúng ta cúng dường để mà chúng ta tạo phước dồi dào đó thì chúng ta nên cúng dường cho cái bậc thanh tịnh, như là những cái bậc có giới đức hạng phàm phu, gọi là Kalajana Puthuchana Puthuchana, tức là hảo phàm phu hay là thiện phàm phu, tức là những cái vị phàm tăng đó nhưng mà có cái phẩm hạnh cao. Thí dụ như vị đó học nhiều, hiểu rộng Phật pháp, đi thuyết pháp cho Phật tử nghe, là những vị rường cột cho chánh pháp, thì cúng dường những vị đó là chúng ta có cái phước khác. Như là khi mà có người đi đến hỏi Bạch Thế Tôn Phật bảo thì chúng con cúng dường rồi, con cúng dường Đức Thế Tôn là cúng dường Phật bảo, có cúng dường đến trưa, đến trưa chút gọi là cúng dường tăng bảo, bây giờ cúng dường pháp thì cúng dường sao? Thì Đức Phật ngài giải rằng hãy cúng dến vị tỳ kheo nào mà đa văn, trì kinh, trì luật, trì vi diệu pháp, những vị nắm giữ được giáo pháp đó, thì cúng dường cho vị đó gọi là cúng dường pháp. Thì lúc đó Bà La Môn ông đi đến, ông hỏi chư tăng, thì chư tăng chỉ tôn giả Ananda, vị đó là bậc đa văn, là vị thủ kho chánh pháp, cúng dường vị đó rồi cúng dường pháp bảo. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì vị tỳ kheo nào là vị mà nắm giữ được pháp đó, duy trì được pháp, chúng ta cúng dường, chúng ta được cái phước là cúng dường pháp bảo thì chúng ta phát sanh trí. Còn chúng ta cúng dường tăng bảo mà chúng ta phát sanh lên cái phước, phước vật đó, thì chúng ta cúng dường đến tập thể tăng, hoặc là chúng ta cúng dường đến một vị tỳ kheo mà vị đó có cái giới hạnh trong sạch thanh tịnh, cái đó chúng ta không phước, vân vân. Nhưng ở khía cạnh thứ hai thì khi mà chúng ta làm phước đó, làm phước theo tính cách của bậc Bồ Tát thì không cần phải lựa chọn cái gì hết. Vì Bồ Tát ngài bố thí, ngài không phải là ngài nhắm vào cái đối tượng mà ngài bố thí, mà ngài chỉ nhắm vào cái nội tâm mà ngài bố thí. Vì ngài mỗi khi mà bố thí, ngài mới suy nghĩ rằng chúng sinh trong đời cái tâm bị khấu uế do sang tham bổn sẻn mà chê đi giác, và chúng do sang tham bổn sẻn đó mà chúng sanh
không có được giải thoát. Do đó khi mà ngài, khi mà có người, có chúng sinh cần, cần thiết cần ngài giúp đỡ, yêu cầu ngài giúp đỡ, thì lúc đó ngài bố thí, thì cái phước của ngài vẫn đạt đến hậu quả giải thoát như thường, bởi vì ngài bố thí với cái tâm suy nghĩ là để trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, làm tư cụ cho tâm. Cho nên chúng ta có hai cách làm phước đó. Do vậy ở đây quý vị phải học hai cách. Một là khi nào chúng ta cúng dường đến đại thể hữu chúng, đại thể tăng già, thì chúng ta nhìn chư tăng đông đảo, chúng ta nghĩ rằng cái cuộc trai tăng hôm nay của ta cúng dường đến đại chúng, chúng ta hoan hỷ. Hoặc là chúng ta được may mắn gặp một cái vị thông suốt tâm tạng, có giới đức, chúng ta cúng dường, chúng ta hoan hỷ. Còn nếu như mà ở những nơi mà chúng ta gặp những cái vị sư, những cái vị tu sĩ mà chúng ta biết rõ là cái sở hành của các vị đó nếu không có đứng đắn, tuy nhiên ở chỗ này không có tăng, thì bây giờ chúng ta phải tác ý như thế nào để chúng ta cúng dường tăng đi? Chúng ta phải tác ý rằng là nó xả tài để dứt tâm bổn sẻn, để làm tư cụ cho tâm, để rột rửa, để gột rửa tâm khỏi cái sự cấu quế sân tham, ngõ hầu giải thoát lại trong tương lai. Chúng ta tác ý như vậy rồi chúng ta muốn thí, chúng ta cúng dường, cách nào chúng ta làm, suy nghĩ sao để cho tâm thị phát sanh thôi, thưa quý vị. Cho nên nói như vậy thì các phật tử chúng ta học cả hai. Nếu mà gặp cái đối tượng thí chủ là người thanh tịnh, cúng dường đến đối tượng thọ thí là những bậc thanh tịnh, thì càng quan hỷ, bởi vì cả hai bên đều quan hỷ. Còn cái hạng thứ hai và trường hợp thứ hai là thí chủ thanh tịnh, tức là có giữ giới, có niềm tin, có chánh kiến, nhưng mà cúng dường đến cho đối tượng thí không được thanh tịnh, tức là những người không có tu, không có giới, không có chánh kiến, thì cái này cái phước nó bị hạn chế. Còn trường hợp là bố thí cúng dường đối tượng thí thì thanh tịnh, nhưng mà cái người thí chủ thì không thanh tịnh. Và trường hợp thứ tư là đối tượng thí, đối tượng thọ thí không thanh tịnh mà người thí chủ cũng không thanh tịnh, thì cái sự cúng dường cái hạng thứ tư này thì nó kém nhất, kém phước báo nhất. Nhưng mà trong cả các cái trường hợp đó đó, để Đức Phật dạy dạy ở trong Tăng Di Một Kinh như vậy, là khi nào mà chúng ta bố thí để cầu phước, còn khi mà chúng ta bố thí với cái mục đích giải thoát đó, thì làm sao mà mình có chỗ, có nơi để mình xả tài được, nhất là bổn sẽ được, thì chúng ta cứ làm. Chúng ta khỏi suy nghĩ vậy. Người ta muốn gạt mình sao cũng được, miễn sao chúng ta cái tâm thoải mái dứt bỏ được, chà gá được. Chà gá là dứt bỏ, lô pháp là vô tham. Chúng ta không có dính mắc tài sản, chúng ta dứt bỏ được rồi, chúng ta mới làm phước đa năng đề thí, là phước bố thí cúng dường. Thì như vậy chúng ta làm được hết. Cho nên ở đây đó là do cái sự tác ý của chúng ta vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng. Câu thảo luận số 2 như vậy, năm mươi phút thời gian. Em dõi cái đó là... Sa thú kính chân Hòa Thượng Thầy Sư. Bạch Hòa Thượng Thầy Sư, chắc phiền Hòa Thượng trả lời thêm một câu nữa rồi Hòa Thượng đến xin mình đi nghỉ. Bạch Hòa Thượng Thầy Sư, đối với chúng ta đó, thì người ta hay có một cái quan niệm như vậy là chỉ có người cư sĩ thì nên bố thí cúng dường, còn người xuất gia thì không nên bố thí cúng dường. Cái quan điểm có chính xác hay không? Hay là ngay cả người xuất gia nếu có điều kiện thì cũng bố thí được? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Quan Hỷ nói rõ về điểm này rồi sau đó thỉnh sư huynh đi nghỉ.
Thưa Tôn Đức, kính thưa quý vị, thực ra thì người ta nói thì cũng có lý của người ta. Bởi vì cái việc mà xuất gia là mình chuyên lo răng thất thu nó là hợp pháp, và vipassana thu nó là hành pháp, hành thiền thôi. Chứ chúng ta không cần phải mượn tin về cái vấn đề là đi làm việc từ thiện, đi bố thí cúng dường chỗ này chỗ kia vân vân, mà chúng ta bỏ nhiều thời gian để không có học, không có hành. Thì cái điều đó chỉ có bố thí không thì xuất gia chỉ có hành lễ pháp bố thí không, cái đó nó cũng khiếm khuyết, cũng tốt. Tuy vậy, nếu mà chúng ta là bị xuất gia đó, chúng ta cần phải xét là chúng ta còn là phàm phu, thì do vậy chúng ta phải bổ túc pháp ba la mật là có lợi lộc gì phát sinh đến mình. Mình không có chất chứa, không có ôm mắt, mà mình nên xả ra bằng cách là chúng ta chia sớt lại cho các vị tỳ kheo khác, gọi là cúng dường đó, chúng ta cúng dường lại cho các vị tỳ kheo khác, thì cái đó là cũng tạo phước, thưa quý vị, cũng tạo phước. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ thế này, 10 phần thì chúng ta xuất gia chúng ta tạo với phước trí 5 phần, 3 phần chúng ta tạo phước đức là chúng ta tu hành, chúng ta giữ giới, lo hành thiền. Còn 2 phần đó thì chúng ta mới làm việc bố thí, trai tăng hay cúng dường. Bởi vì tại sao? Rõ ràng là trong luật đó, cái chính đáp văn hai, tức là cái luật vấn đáp về cái thứ nát trong bộ Vedawara, hỏi thí chủ cúng dường cái thứ nát ai sẽ là ai được làm thí chủ cúng dường cái thứ nát, thì ở trong đó cũng có ghi rõ này, bất luận là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ ai cũng làm thí chủ được hết. Nhưng mà điều con cái là nếu tỳ kheo thì không thể làm lễ làm thí chủ cúng dường các thí ná trong cái chùa của mình nhập hạ, mà mình nên cúng dường các thí ná đến chùa khác, gây cái chùa khác thì thấy cái chùa đó nghèo không có thí chủ thì mình đi đến mình biết như vậy, cho nên mình có nhiều y sẽ đến cúng dường y các thí ná cho chùa đó, cho chư tăng an cư kiết hạ ra hạ ở đó thì được. Chứ không có chùa mình không có thí chủ thôi mình làm trụ trì mình bỏ y ra để mình cúng dường cái thế ná dư tăng, thì cái đó tự mình bỏ ra rồi mình thọ nó không có thành. Cho nên ở đây đó chúng ta làm phước đó, không phải chỉ có người cư sĩ mới làm phước được, mà ba cái phước nghiệp sự bố thí trì giới và tu thiền luôn, cả bố thí trì giới tu thiền thì xuất gia hay tại gia thì cũng làm được. Chỉ có điều là người xuất gia đó, thì khi nào mà mình dư giả, khi nào mình phát sanh lợi lộc, mình chia sẻ cúng dường cho vị khác thì được, chứ mình không nên đặt trọng tâm ở chỗ bây giờ mình xuất gia mình học dốt quá, mình không có học, mình không có thuộc nhiều kinh điển, mình không có thuyết pháp, không đi dạy học được, không có giải pháp, thuyết pháp được. Thôi bây giờ mình tổ chức ra để kêu gọi những người Phật tử lập thành cái ban từ thiện, rồi mình dẫn họ đi cúng dường chỗ này chỗ kia. Thì nếu mà chúng ta dành cuộc đời của chúng ta, cuộc đời xuất gia chúng ta cho cái công việc đó không, thì cái này là Đức Phật là quở, rồi ở các. Còn nếu như mà chúng ta có lợi lộc mà chúng ta chia thì tốt. Bây giờ ở trong sáu cái pháp rồi sa ni giác tham mắt, sáu cái pháp khả niệm hay cái sáu cái pháp hoạt tính, cái sáu cái
Thì ở đây đó, hay là cái pháp luật hòa, thì ở trong đó cái điều thứ tư đó, gọi là Sankarana, là pháp phù ghi, tức là chúng ta có lợi lộc mà nó phát sanh đó, thì chúng ta nên phân chia cho các vị tỳ kheo khác, thì như vậy mới sống chung với hòa hợp nhau được. Chứ còn bây giờ mình sống chung với nhau mà các vị tỳ kheo khác thì ít phước hơn, các vị tỳ sa di ít phước hơn, không có phát sanh, còn mình là vị có phước nhiều, cho nên lợi lộc nó phát sanh, Phật tử biết đến nhiều, họ cúng dường rồi mình nghĩ rằng mình là tỳ kheo, mình là bậc xuất gia, mình không có cần phải bố thí, không có nên bố thí, rồi mình ôm ấp mình đi đó, thì cái trường hợp này nó cũng thất bại đó quý vị. Có thì chúng ta cứ gì cúng dường, chia sẻ, chia sớt cho các vị khác, thì như vậy cũng tạo cái phước Phật cho chúng ta được. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài ý nghĩa trong cái câu thảo luận số 3. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trường Hòa Thượng Tổ Sư rất nhiều. Để xin kính thỉnh sư huynh đi nghỉ. Bây giờ thì quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết rằng ở trong lớp học còn có chư tăng vị nào đang có mặt ở trong lớp học không? Dạ. Ô dạ sa thủ kính trường sư tổ tự quyền. Sư tổ tự quyền, có một điều đó là nhiều người họ cho rằng mình làm phước á, mà không mong cầu phước báo á, mà cứ làm tại vì thấy ra tay nghĩa hiệp thì làm vậy thôi, chứ không có phước báo thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ở trong bài kinh này có một câu hỏi của vị Bà La Môn là bố thí như thế nào mà có quả Mahaphalap, tức là Mahaphalap tức là đại phước lớn, thì Đức Phật trả lời. Thì như vậy có cái quan niệm mà nói là mình làm phước không cầu phước có, là tốt có đúng không? Xin kính thỉnh thì toàn tự nguyện quan hỷ giải thích về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, giáo quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn. Để chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Thân, Tổng Minh Hạnh Đại Đức Trời Đi, Đại Đức Trời Đức cùng Chư Tăng, thân chào đồng quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Có thể nói rằng đây là một điều mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Một người làm, mà người ta, người vô tư, thích thì làm, không suy nghĩ gì hết, cũng không nghĩ quả báo, không biết nghĩ gì cái chuyện tương lai, cái quả của phước thí, mà không cầu. Và một người có cái tâm tác ý, nhưng cái tác ý họ không cầu, nhưng họ tác ý ba la mật, nó khác hơn cái người mà làm không mà có nhiều vô tư vô cầu. Bây giờ người ta nhiều tiền quá đi, người ta cho ra nó không là vấn đề. Người ta có hàng ngàn tỷ, vài chục tỷ, người ta cho chừng có vài chục triệu, nó không là gì hết, người ta không quan tâm. Người ta có 1.000 tỷ, người ta cho 1 tỷ, người ta cũng quan tâm. Có 100 tỷ, người ta cho 1 tỷ, cũng không quan tâm, bởi người ta nhiều quá. Thì ở đây là phải nói là một cái cao tâm, mình chẳng qua là chỉ chia sẻ thôi, cái dứt bỏ thôi, chứ còn không phải là một cái tinh thần mà vô cầu, vô chấp, mà có như là đối với cái người mà thực hành ba la mật thì nó là một chuyện khác. Chúng ta làm phước vì chúng ta muốn dứt bỏ lầm bổn sẻn và hướng cầu đến cái đạo quả giải thoát, thì ở đây là cái này là cái phước báo nó lớn. Và một người có cái tâm làm phước mà hướng cầu, chúng ta cũng nhớ rõ là cầu, chúng ta cầu nó đúng thì nó cũng sẽ tốt hơn là người không có hướng cầu. Giữa cái hướng cầu đến ba la mật thì nó tốt, còn nếu hướng cầu mà để chúng ta được danh được lợi thì nó không tốt. Nhưng chúng ta mong rằng trong tương lai chúng ta không bị đau khổ, trong tương lai chúng ta không bị thiếu phước, vân vân, thì đó là những cái hướng cầu nó mang tích cực. Như trong bài kinh này cũng nói vậy, là cái người mà làm phước mà vị ấy có cái có cái tâm, thì chính là cái điều mà nên cúng dường. Chúng ta thấy nó cúng dường mà đúng pháp thì cúng dường như vậy, sự dân cúng như vậy thì chắc chắn được lợi lạc.
thì hỏi là hỏi được cúng dường như thế nào mà được. Nhất là phải cúng dường, phải có một cái hiểu biết. Cúng ở đâu được phước thì người ta đang tầm cầu mà. Dạ, người ta đang tầm cầu. Thì vị ấy hỏi thì Đức Phật trả lời. Ở đâu, hỏi ở đâu nên cúng dường thì biết được cảnh giới vui, cảnh giới khổ. Thì đây là một sự ước cầu rồi. Dạ. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật á, ngài không có, có chỗ này là các ngươi làm không nên ước cầu hay là ước cầu, cái đó là tùy duyên. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Một người người ta làm phước mà người ta nói ý đăng mô tâm mê bu nhân a sư quá khai gia quang hồ tú ý đăng mô tâm mê đa năng nếp ba nó bất chi vô hồ tú, công đức này hãy làm duyên để đắc thành quả vị giải thoát. Công đức này làm phước sinh hướng nguyện cho quyến thuộc. Chứ chúng ta làm chúng ta không hướng tâm đến quyến thuộc sẽ quyến thuộc nhận. Nếu chỉ cho ta cúng dường chúng ta tay tăng, chúng ta nghĩ chúng ta có phước rồi thì chúng ta cúng dường cho chúng ta, chúng ta hôm nay cúng dường. Bởi vì một điều rất là quan trọng khi chúng ta làm phước cúng dường đó, đến cho cha cho mẹ cho quyến thuộc của chúng ta, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta làm cho họ như vậy họ nhận chưa. Cái việc mà làm phước trai tăng cúng dường đến đại chúng tăng là cái việc mà chúng ta làm phước để chúng ta có phước, rồi từ có phước chúng ta mới hứa nguyện công đức đó cho người thân của chúng ta. Đây là điều chúng ta nhớ như vậy. Thì cái sự hứa nguyện đó đó thì nó cũng là cần thiết chứ. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cứ làm đi rồi không sao hết á. Cho nên người hiểu đạo thì người phải làm, phải đúng là phải hứa nguyện đúng. Chứ người hiểu đạo thì không bây giờ cho cái công đức này mai mốt cho con mình được đẹp đẽ, được giàu sang, được nhiều tiền nhiều của, thì cái ý niệm đó thì nó hơi sái trên cái lý tưởng mà Đức Phật cần giảng dạy cho chúng ta. Chứ còn mọi người mà hiểu đạo thì chúng ta biết rất rõ cái việc làm phước của chính mình theo giai đoạn và theo điều kiện nó phải như thế nào. Cái điều này là thật để giống gì. Còn cái người mà người ta không hiểu thì người ta cho rằng người ta không quan tâm, đó là một điều tốt. Người ta không quan tâm thì người ta làm một cái tâm đó nó vô cầu, cái gì nó không có, cứ như là bởi vì nhiều quá hay là bởi vì họ không xem trọng cái trạng thái đó này, tâm nó khác mà cũng chẳng có biết làm cái gì. Thôi kệ, cho thì cứ cho là cho ra đi, cứ như là đối đãi vậy thôi. Thì cái phước đó nó rất là yếu, nó rất là ít. Còn chúng ta cúng dường, chúng ta biết được cái quả phước của cúng dường, chúng ta cúng dường chúng ta biết được lợi ích của cúng dường, và chúng ta cúng dường chúng ta biết cái cách nào là quả lớn, cách nào là đúng pháp, thì đó mới là một người đệ tử, đó là một người hiểu đạo. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chứ làm không nghĩ nghe. Mà có một số người Phật tử người ta cũng không hiểu được cái chuyện đó nữa. Người ta cứ nghĩ rằng con làm rồi con không có suy nghĩ gì hết trơn, không suy nghĩ về làm, coi như làm bằng cái tâm đó nó không có cái ách thích than, nó không có ý nguyện. Mà không có ý nguyện như vậy thì quả không có lớn được. Chúng ta phải nhớ rõ chỗ này. Cho nên vì vậy, dầu cho cái phước nhân thiên hay là cái phước tự động nó trổ sanh, hay là cái phước vô lậu, đều phải có cái gì, cái chân nó răng, nó có một cái chí nguyện, nó có một cái ước nguyện để dẫn dắt chúng ta đi. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có đường, cái đường lên đường dẫn, thì chúng ta làm mà kiểu như là vất của ra thôi. Ai có đồ lụm được thì lụm, ai có lấy được thì lấy, thì họ không quan tâm bởi vì họ quá nhiều, hay là họ không quan tâm cái chuyện của cái việc không có cái gì. Thì dẫu cho họ nghèo như điều mà nhiều khi họ cũng không quan tâm thì rất là uổng tiếc. Bởi vì cái nếu như cái đồng tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình, đồng tiền đó là của mình tự tạo ra, thì mình biết chuyển hóa cái đồng tiền đó để cho nó được cái phúc lạc, để cho nó được cái lợi ích cho mình và cho tha nhân, thì nó rất là đặc biệt. Và không cần phải nhiều tiền, như chúng ta biết cái làm phước cúng dường hay là cái sự chia sẻ đó bằng cái tinh thần hay vật chất, hay là một cái bánh củ khoai, một miếng cơm, một miếng gạo, một miếng sữa, một miếng kẹo, chúng ta cũng đã làm phước được, chứ không phải là quá nhiều tiền, theo khả năng của mình. Và từ chỗ đó
thì chúng ta mới chuyển hóa được cái niềm đau nỗi khổ của chính mình được chứ. Cũng cũng là cũng đại chúng tăng, cũng như chung chung chung, không riêng một ai. Không phải như mà mình tình với đạo, với thầy, với sư này sư nọ mình đem tới mình cúng, thì cái chuyện đó là nó khác. Cúng vì cá nhân, cúng vì một cái, bởi vì cái sự thương mến thích, bởi cái sự ưu đãi, thì đó là cái cách cúng dường đó, nó chỉ cái sự cúng dường đó nó chỉ là một cái tiết độ thôi, cái tức là cái sangha, tức là cái tương trợ giữa mình với người, để trong cái sự giao tiếp, trong cái sự quen biết nó tồn tại. Sự thật ra chứ, sự thật là chúng ta biết, chúng ta không quen không biết gì bất cứ một ai, nhưng chúng ta thành tâm chúng ta cúng dường để mong cầu cái tài sản của mình được chia sẻ, được gửi tới người để nó được tốt đẹp hơn, để nó được hiệu quả hơn, để nó được như ý hơn, thì như vậy thì chúng ta có phước. Chứ còn thôi kệ, tôi làm tôi không biết gì trên, khi tôi làm là làm được rồi, thì nói y như cái tâm nó lơ là, cái tâm nó không có cả quyết, cái tâm nó không có nhất định, cái tâm không có nhất quán, thì cái điều này nó hết sức là yếu. Và như vậy thì trên cái tinh thần tu tập thì nó cũng không đúng. Dạ, kính bạch hòa thượng, đây chính là những gì mà con đã trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thiên tử thượng bình, kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để nói về tu tập giới định tuệ và giáo pháp của Đức Phật trong điều tổng quan, nhưng mà có một điểm mà chúng ta nên ghi nhận rằng cái hạnh lành mà gọi là bố thí đó, được xem là một cái sự thể hiện rất là phổ thông, rất là quen thuộc ở trong cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo. Chúng ta không nên quan niệm hời hợt rằng hãy mình có tiền, mình có cơm thì mình có thể cho được, mà chúng ta nên quan niệm rằng càng hiểu biết, hiểu một cách tinh tế, hiểu một biết cách xác thực về pháp bố thí như lời Đức Phật dạy đó, thì việc làm của chúng ta sẽ thuộc thẳng hơn. Mình nói đến cái đối tượng thí, nói đến vật thí, nói đến tâm thí, nói đến cái cung cách thí, tất cả đều quan trọng để chúng ta học hiểu trong cái sinh hoạt đời sống tu học hàng ngày. Và khi một người Phật tử đi vào chùa, hay là về các quốc gia Phật giáo, hay là chúng ta bất cứ cái trường hợp nào mà ở đó có nói về sự bố thí, thì chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm, chứ không nên nghĩ rằng ô cái việc đó là việc bình thường, mình biết rồi, mình không có cần học nữa. Nhưng mà kỳ thật mỗi một nơi, mỗi một cách thì đều có những điều mà chúng ta phải học. Bây giờ thì quý vị, chúng tôi đang bận việc, chúng tôi không thể nói nhiều hơn, quý vị quan hỷ thông cảm nha. Thượng tọa Tư Quyền ơi, nếu thượng tọa có còn cái máy, thượng tọa quan hỷ giúp thượng tọa quan hỷ giúp nói cho vài câu để kết thúc, tại vì đang bận. Dạ, đang bận chút, thượng tọa có việc gấp, không biết thượng tọa Tư Quyền có còn ở cái máy không. Đừng lấy cái chốt á, mình để lên này được. Để cái dạ. Chốt lên á, nó không có stable, nó ngã, nó rớt cái bể, để con đem cái thang cao lên được. Dạ không. À, chúng con cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền và sư con trước máy kính bạch sư, sư có thể điền khuyết cho hòa thượng Giác Đẳng vài phút không à? Dạ, vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ, con xin phép đạo tràng, con xin phép quý ngài và đạo tràng cho chúng con kết thúc sớm một chút. Dạ, mời cô Phong Lan. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân ngài hòa thượng Giác Đẳng, và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tự Quyền, và kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp, và kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì
trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yang kinci kusala kamang kapa bhagya mamakaye na vaja manasa vidase sukatang katang yeta pasanyino atiye yasata asanyino katang gunya palang mayang sabi paki bawantu te yetang katang suwidang gindang gunya palang mayang yetata con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm quan nghị bao truyền cầm xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thân. Sapang sumang kalang kakan tu sapa dirwata sapa buta lupa wena soti hontu nirun tarang utu sapang sumang kalang kakan tu sapa dirwata sapa tamba lupa wena soti hontu nirun tarang utu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sansanga rupare na sole onduye on tarang vien kong duk da lam kien kien lam yai hoang de tử ba chúng sanh đồng niên thành chánh.